phiên lôi, phun một lần, 60 ngày sạch cỏ. Cây gì nó cũng chết này, chết sạch hết cả gốc. Tầm 5 ngày thì nó hơi hơi rồi, xong là một tuần là bắt đầu thấy nó sập xuống hết là chết kỹ này. Thí dụ cái cỏ đang màu xanh này cái gì? Bữa nay xịt nè, ngày mai qua ngày sau nữa là bắt đầu trở qua màu vàng. Rồi bắt đầu cái ngày thứ ba là thấy là nó chết luôn, thấy còn cái hàng mà có bông thì nó cũng rụi, nhưng mà rụi từ từ. Thuốc này là cỏ mà chậu vô là chết liền. Chết đều lắm á, nó đậm đặc lắm á, đặc hơn những cái thuốc kia. Nói chung là chất lượng. Vừa nó cỏ gì nó chết cỏ đó. Mà lấy nó chết đều 100% đấy. Vừa rồi có mấy lấy cái thùng này về có mấy chị thử này. Cỏ này là cái rễ nó rất là cứng nhá. Chết thế này mà nhổ nó vẫn còn không lên, nhưng mà có cái là như thế này nó kỹ lắm này, nó chết chết là phải được 3 tháng nó mọc lại này. Thuốc cỏ này là không có mùi. Một trái thuốc cỏ này cô pha được 180 lít nước. Mà kiểu mà bình 20 lít là cô pha 9 bình. Là mình xịt đều trên mặt lạ của cỏ cho nó kỳ thôi. Để nhận được ưu đãi khi mua hàng, các bác nhớ ấn vào đường link ở dưới đây nha.